Chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sao để mình tra cứu thông tin mã số thuế cá nhân và làm cách nào để mình đăng nhập được vào trang web kê khai thuế điện tử của Tổng cục Thuế. Đầu tiên các bạn vào trang web thuế điện tử.gdt.gov.vn, sau đó các bạn chọn mục cá nhân. Tiếp theo các bạn chọn thông tin tra cứu thông tin người nộp thuế. Ở đây có các tiêu chí mã số thuế, số chứng minh thư và mã kiểm tra. Nếu mà chúng ta không biết mã số thuế mà chúng ta chỉ biết số chứng minh nhân dân thôi thì các bạn bỏ trống mã số thuế và các bạn nhập số chứng minh nhân dân của mình và nhập đúng mã kiểm tra. Thì các bạn bấm tra cứu thì sẽ hiển thị ra thông tin mã số thuế, tên người nộp thuế, cơ quan thuế quản lý, số chứng minh thư, ngày cấp và trạng thái của mã số thuế chúng ta. Rồi sau khi đã có thông tin mã số thuế, các bạn trở lại trang thuế điện tử.gdt.gov.vn, vẫn vào mục cá nhân và các bạn chọn cái mục đăng nhập. Thì lúc này khi đăng nhập, chúng ta sẽ yêu cầu đầu tiên đó là mã số thuế. Thì các bạn quay trở lại trang mình tra cứu, mình copy mã số thuế qua, mình dán vô thì mình đã có được thông tin mã số thuế. Tiếp theo các bạn tiếp tục điền mã kiểm tra. Các bạn nhớ nhập chính xác mã kiểm tra. Nếu mà nhập không chính xác thì hệ thống sẽ tự động yêu cầu chúng ta nhập lại mã kiểm tra chính xác. Cái việc đăng nhập tài khoản vào trang thuế điện tử của Tổng cục Thuế này giúp chúng ta sẽ dễ dàng sử dụng được rất là nhiều tính năng kê khai thuế qua mạng. Rồi sau khi các bạn đã nhập được mã kiểm tra thì các bạn sẽ qua bước thứ hai, đó là sẽ yêu cầu là ngày cấp mã số thuế. Thì ngày cấp mã số thuế là chúng ta đã tra cứu trong thông tin người nộp thuế là chúng ta đã nhìn thấy rồi. Rồi tiếp theo chọn cơ quan thuế, thì cơ quan thuế các bạn chọn cục thuế tỉnh, thành phố, và cơ quan thuế quản lý là chi cục thuế, ở đây là chi cục thuế huyện Cần Giờ thì thuộc thành phố Hồ Chí Minh nên là mình chọn cục thuế thành phố Hồ Chí Minh và chi cục thuế huyện Cần Giờ. Rồi các bạn bấm đăng nhập, thì chỉ cần điền đúng thông tin như vậy thì chúng ta có thể dễ dàng đăng nhập vào mã số thuế của chúng ta trên trang kê khai thuế điện tử. Rồi trong đây thì có rất là nhiều tính năng dành cho cá nhân. Các bạn nhớ là đây là mình đang sử dụng mã số thuế cá nhân và hỗ trợ khá nhiều tính năng cho mã số thuế cá nhân. Thì hiện tại đang trong mùa quyết toán thuế thu nhập cá nhân nên là video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mình kê khai trực tuyến tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân để chúng ta tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho mục đích hoàn thuế cũng như là mục đích kê khai thuế quyết toán hàng năm. Các bạn nhớ theo dõi video sau nha. Chào tạm biệt, cảm ơn mọi người đã theo dõi.